Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh ẩm thực của Nguyên Food. Lại là mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho tất cả mọi người về ba loại sông khói. Thì hiện tại trên thị trường nó có rất là nhiều những loại sông khói, ba loại sông khói khác nhau. Thì hiện tại bên mình đang có ba dòng. Đó là ba loại sông khói cát lát, ba loại sông khói cát lát Nippon và ba loại sông khói bụng. Đây là ba loại sông khói cát lát cũng như thái nhỏ sẵn để chúng ta chế biến món ăn. Để mà giới thiệu kỹ hơn về món ăn cũng như cách chế biến và cái cách bảo quản của loại thịt này thì bây giờ mình sẽ quay bao bì cũng như cách quy cách đóng gói của ba loại này cho tất cả mọi người xem cái quy cách của nó như thế nào và ứng dụng của món ăn trong cái các loại ba loại thì bây giờ mình sẽ quay sản phẩm cũng như quy cách cho mọi người xem nha. Thì đây là ba gói ba loại sông khói, trong đó có là ba loại sông khói cái lát dài nè, ba loại sông khói nếp bông con heo vàng nè và ba loại sông khói bụng. Thì ba loại này nó khác nhau như thế nào thì nó đều là ba loại hết. Ba loại sông khói nếp bông con heo vàng như thế này thì mọi người thấy cái chữ mà ba loại sông khói và chữ ST ở trong mặt không, thì cái chữ ST này nó được viết tắt của chữ siêu thị. Thì những cái sản phẩm mà nó được đóng gói như thế này thì đa số là nó được cung cấp cho nhà máy con heo vàng, cung cấp cho các siêu thị để chúng ta bán lẻ. Thì thường những cái bịch ba loại mà nó có chữ ST như này thì quy cách của nó thì nó sẽ đóng gói là 200g một gói và nó được slice sẵn, cũng như nó được cái phần thịt này nó nhiều nạc hơn là cái gói ba loại sông khói kia nha mọi người. Còn gói ba loại sông khói như này thì cái này nó chuyên cung cấp cho nhà hàng, khách sạn và các quán ăn, nên là nó đến một lát dài luôn, và nó đa số những cái miếng bịch như này thì nó sẽ có một mỡ nhiều hơn là cái bịch ba loại sông khói có chữ ST. Thì cái bịch này thì nó sẽ cái chiều dài của lát ba loại thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 30cm và nó có nhiều mỡ hơn cái bịch là ST nha mọi người. Nhưng mọi người thấy là gói này cũng 200g nha mọi người. Thường thì loại ba loại sông khói này thì nó sẽ có quy cách là 200 này, 500 và gói 1kg. Nhưng mà lúc trước thì nó chỉ có gói 500g và gói 1kg thôi. Thì cái gói 200g thì nó mới đóng gói mới đó thôi. Thì mình thấy cái ba loại sông khói này nó cũng là có nhiều mỡ lắm đó ta. Thì mình thấy nó cũng khá là đẹp chứ. Là gói ba loại sông khói bụng. Tại sao nó bụng? Thì trong lúc mà slice hai cái loại ba loại sông khói bụng thì trong lúc mà chúng ta slice á, cái máy bào mọi người nó slice hai loại ba loại sông khói kia thì nó ra những cái vụn và những nó bị nát đứt. Khi mà những cái nét đứt bụng đó thì người ta sẽ làm đóng gói và trộn một ít gia vị trong này để làm một cái bộ ba loại sông khói bụng như này. Thì những cái này là nó vẫn là ba loại sông khói nha mọi người, nhưng mà trong lúc slice thì nó bị đứt cũng như nó bị gãy, thì nên là mới cách nhỏ và làm cái gói ba loại sông khói bụng này. Và ba loại sông khói bụng này thì nó cũng có tên là Lodon. Thì Lodon, cái tên Lodon nó cũng bắt nguồn từ Pháp. Thì ở Pháp thì người ta hay dùng ba loại sông khói thái nhỏ như này để làm cho các món salad. Ok mọi người, thì bây giờ mình sẽ nói về món ăn từ các loại thịt ba loại sông khói nha. Thì ba loại sông khói nó có rất là nhiều cách chế biến khác nhau. Thứ nhất là chúng ta có thể áp chảo và chúng ta dùng trực tiếp luôn, chúng ta không cần làm gì khác, chúng ta chỉ cần lấy miếng ba loại sông khói, chúng ta áp chảo và chúng ta dùng thôi. Hoặc là chúng ta cuộn với men tỏi rồi chúng ta đem đi đút lò này, hoặc là chúng ta đem đi nướng này, hoặc là ba loại sông khói chúng ta có thể làm cho sốt của mì Ý này, hoặc là chúng ta đem đi nướng, hoặc là chúng ta xào với các món ăn khác. Ví dụ như các món ăn truyền thống của Tây Ban Nha thì người ta hay dùng ba loại sông khói này, họ cắt nhỏ ra xong họ đi xào với các món ăn khác. Của ở Mỹ thì người ta hay dùng ba loại sông khói này cho các món như là nhân gà toi. Ba loại sông khói chúng ta có thể cắt vụn ra, sau chúng ta trộn với một số hỗn hợp nữa, sau chúng ta làm cho nhân gà toi này, hoặc là chúng ta đem cuộn phô mai này. Nó rất là nhiều cách chế biến khác nhau. Thì nếu mà mọi người đã từng ăn ba loại sông khói qua thì mọi người cũng biết là cái loại ba loại sông khói này nó rất là dễ sử dụng. Và cái ba loại sông khói bụng thì nó các món ăn nó tương tự thôi, nhưng mà nó được thái nhỏ sẵn. Thì chúng ta có thể làm cho món là bánh pizza, chúng ta nướng lên, chúng ta chỉ cần rải thêm một lớp ba loại sông khói bụng, chúng ta đem đi đút lò rồi chúng ta nướng với bánh pizza thì không đã ngon rồi nha mọi người. Và ba loại sông khói bụng thì nó có thể ở nước Pháp thì người ta rất là thích ăn với salad. Khi họ tao dầu nhẹ qua xong, họ bắt đầu nó có bắt đầu đắng lên, họ bắt đầu người ta nó xanh lại rồi thì đem đi trộn salad ăn rất là ngon mọi người.
Thì clip của mình đến đây chắc cũng hết rồi. Thì mình xin tạm dừng clip ở đây nha mọi người. Thì clip của mình đến đây là hết, cũng như kết thúc video. Thì mọi người có thắc mắc gì, cũng như muốn tìm hiểu về bài rọ sông khói Bụt, hoặc là bài rọ sông khói Nghiêm, hoặc là bài rọ sông khói ST để cho các nhà hàng quán ăn, hoặc là chúng ta mua về cho gia đình, thì mọi người có thể tìm hiểu ở đường link bên dưới, hoặc là mọi người có thể để bình luận lại để mình sẽ chắc mình trả lời tất cả bình luận của mọi người nha. Thì clip của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau.